Sáng ngày 1 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Quận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tháng 2 và triển khai nhiệm vụ chủ yếu tháng 3 năm 2023. Trong tháng 2, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước trên 4.190 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khoảng 1.390 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Thu hoạch vụ lúa đông xuân 2022-2023 trên 1.800 ha, năng suất 5,75 tấn một ha, lợi nhuận từ 13 đến 16 triệu đồng một ha, tổng thu ngân sách ước trên 62,8 tỷ đồng. Các công trình dự án trên địa bàn thành phố triển khai đúng kế hoạch. Trong tháng, thành phố cấp 36 giấy phép xây dựng, tổ chức ra quân kiểm tra về trật tự xây dựng được 40 cuộc. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác cán bộ thực hiện nghiêm túc. Trong tháng, mở một lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, trao huy hiệu đảng cho 41 đồng chí cao niên tuổi đảng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những lĩnh vực còn thiếu yếu, qua đó thống nhất đề ra 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu để tập trung thực hiện trong thời gian tới. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở ngành có liên quan về mức chi quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và hỗ trợ vốn vay cho người lao động đi xuất khẩu lao động. Về nội dung mức chi quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức hỗ trợ tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm theo 3 nhóm đối tượng, lần lượt các mức 600.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng, với số lượng 17.213 người, tổng kinh phí là 5 tỷ 366 triệu 900.000 đồng. Đề xuất mức hỗ trợ tặng quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm cũng theo 3 nhóm đối tượng, với các mức hỗ trợ lần lượt vẫn là 600.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Tổng số 17.213 người, tổng kinh phí là 5 tỷ 456 triệu 300 ngàn đồng. Dự kiến kinh phí từ ngân sách đảm bảo xã hội tỉnh đảm bảo thực hiện hàng năm là 10 tỷ 823 triệu 200 ngàn đồng. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất mức chi dành cho đối tượng 1 và đối tượng 2 với mức chi lần lượt là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Đối với đối tượng 3, đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội có giải trình cụ thể, làm rõ căn cứ mức chi trình ban cán sự đảng xem xét. Về hỗ trợ vốn vay cho người lao động đi xuất khẩu lao động, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm việc với Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Sở Tư pháp để đảm bảo các nội dung về mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay đối với các đối tượng đi xuất khẩu lao động nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và những vấn đề liên quan để trình ban cán sự đảng xem xét. Sáng ngày 1 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc giải điền kinh, bơi và bóng rổ cho học sinh phổ thông tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Đến dự có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham gia giải lần này có 778 vận động viên của 51 đơn vị thuộc 11 phòng giáo dục đào tạo và 40 trường trung học phổ thông. Giải điền kinh, bơi và bóng rổ nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện và thi đấu thể thao, giúp học sinh nâng cao kỹ năng sống, mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị. Đồng thời cũng nhằm đánh giá chất lượng công tác giảng dạy môn học thể dục của nhà trường các cấp thông qua mức độ tham dự và thành tích đạt được của học sinh. Đặc biệt qua thi đấu sẽ phát hiện được học sinh năng khiếu tuyển chọn đội tuyển tỉnh tham dự giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Sau lễ khai mạc, các vận động viên chính thức bước vào các môn thi đấu, giải diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3. Hôm nay ngày 1 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi này sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Cụ thể, ngày 27 tháng 6 năm 2023 làm thủ tục dự thi. Ngày 28, 29 tháng 6 năm 2023, thí sinh dự thi các môn. Ngày 30 tháng 6 năm 2023, dự phòng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra với 3 bài thi độc lập toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thưa quý vị, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nề nếp phòng thi, cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi. Tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi.
Theo đó, cùng với các đoàn kiểm tra của Bộ, đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi tại địa phương để đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có những thông tin mới nhất về kỳ thi quan trọng này.